Giải vô địch bóng đá U17 thế giới 2023 sẽ là lần thứ 19 giải đấu này được tổ chức, diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Indonesia. 24 đội tuyển từ 6 liên đoàn sẽ tranh tài trên 4 sân vận động ở 4 tỉnh thành của Indonesia để tìm ra nhà vô địch bóng đá thế giới của lứa tuổi U17. Sau đây là tổng quan về các địa điểm thi đấu và tập luyện của vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023. Cụm Jakarta. Sân vận động quốc tế Jakarta chính là sân vận động dành riêng cho bóng đá lớn nhất Đông Nam Á hiện tại. Được khởi công xây dựng trên khu đất rộng 22 hectare vào tháng 3 năm 2019 tại Tanjung Priok, Jakarta. Nhưng mãi đến tháng 9 năm 2019 việc xây dựng sân vận động mới thực sự bắt đầu. Sân bóng này chính thức khánh thành vào tháng 4 năm 2022 với kinh phí xây dựng 312 triệu đô la Mỹ. Đây là sân vận động có mái thu vào có sức chứa lớn nhất ở châu Á hiện nay. Mái tre của sân vận động quốc tế Jakarta có tổng khối lượng lên đến 3.900 tấn. Trong đó phần mái tre có thể thu vào được làm bằng màng ITFI và dài 100 mét. Sân vận động này được thiết kế gồm các khán đài 3 tầng với tổng sức chứa 82.000 khán giả. Sân sẽ có tổng chiều cao 73 mét, trở thành một trong những sân vận động cao nhất thế giới. Hình dạng của sân vận động được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của người Betawi. Mặt ngoài của sân được thiết kế theo phong cách sọc hổ dựa trên linh vật của câu lạc bộ Persija Jakarta, trong khi ghế ngồi được phối màu ngẫu nhiên dựa trên màu áo của Persija. Sân vận động quốc tế Jakarta có một đài quan sát ở bên dưới mái tre. Đài quan sát nằm ở độ cao 70 mét so với mặt đất và có tầm nhìn 180 độ. Các sân tập tại cụm Jakarta. Cụm sân tập JIS tại Tanjung Priok, thành phố Bắc Jakarta. Sân vận động Somantri Brotjonegoro tại Setiabudi, thành phố Nam Jakarta. Banteng Parkview tại Sawabeja, thành phố Trung Jakarta. Cụm Tây Java. Sân vận động Sijalak Harupat nằm ở thành phố Bandung, tỉnh Tây Java. Được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2001 trên khu đất rộng 6,3 hectare và chính thức khánh thành vào ngày 26 tháng 4 năm 2005. Kinh phí xây dựng sân vận động này vào khoảng 67,5 tỷ rupiah Indonesia. Để đạt tiêu chuẩn của FIFA, sân vận động Sijalak Harupat bắt đầu được cải tạo lại từ tháng 1 năm 2023 và hoàn thành vào tháng 6 năm 2023 với kinh phí 155,17 tỷ rupiah Indonesia. Rất nhiều hạng mục của sân vận động đã được cải tạo, bao gồm sơn lại sân vận động và khán đài, mặt sân được làm mới bằng cỏ lai đáp ứng tiêu chuẩn FIFA. Ghế đơn trên khán đài đã được sơn lại và thay thế những chiếc bị hỏng, làm mới đường chạy điền kinh. Trong khi, dàn đèn của sân đã được nâng cấp lên công suất chiếu sáng 2.500 lux. Sân vận động Sijalak Harupat bao gồm 4 khán đài. Chỉ có khán đài phía Tây và phía Đông là có mái tre. Tất cả khán đài đều đã được lắp đặt ghế đơn. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 27.116 khán giả. Các sân tập tại cụm Tây Java. Sân vận động Gelora Bandung Lautan Api, thành phố Bandung. Sân vận động IPDN, huyện Sumedang. Sân vận động Jati Padjajaran, huyện Sumedang. Sân vận động Persib Sidolik Batunungo, thành phố Bandung.
Sân vận động Akemanik, Akemanik, thành phố Bandung. Sân vận động Viện Công nghệ Bandung, quận Koblong, thành phố Bandung. Cùng chung Java. Sân vận động Manahan được xây dựng vào năm 1989 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java. Trên khu đất có diện tích 170.000 m² và diện tích xây dựng là 33.300 m². Nó chính thức được khánh thành bởi Tổng thống Indonesia lúc bấy giờ là Suharto vào ngày 21 tháng 2 năm 1998. Năm 2018, sân vận động này bắt đầu được cải tạo lại gần như hoàn toàn. Công việc cải tạo hoàn thành vào tháng 9 năm 2019 và chính thức mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. Sau cải tạo, Manahan là sân bóng toàn ghế đơn và có mái che bao phủ toàn khán đài. Sân có một tầng khán đài chạy liền mạch với sức chứa hiện tại là 20.000 khán giả. Sân vận động Manahan hiện nay đã đạt chuẩn của FIFA, với mặt cỏ lai được khâu như nhiều sân vận động tại châu Âu, trong đó 95% cỏ tự nhiên là loại cỏ Bermuda. Dàn đèn chiếu sáng của sân vận động này có công suất 2.400 lux. Manahan đã được chọn là một trong 4 sân vận động tổ chức vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 sắp tới. Trong đó có một trận bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra tại đây. Các sân tập tại cụm chung Java. Sân vận động Sridhari tại Loyan, thành phố Surakarta. Benzenza Field tại Banjarsari, thành phố Surakarta. Sariguru Field tại Loyan, thành phố Surakarta. West City Field tại Banjarsari, thành phố Surakarta. Desa Bangrukan Field tại huyện Karanganyar, tỉnh Trung Java. Sân vận động UNS tại Zebrez, thành phố Surakarta. Cụm Đông Java. Gelora Bung Tomo được biết đến là một trong những sân vận động cuồng nhiệt bậc nhất tại Indonesia. Được khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 1 năm 2008 trên khu đất rộng 100 hectare tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java. Sân bóng này chính thức được khánh thành vào ngày 11 tháng 8 năm 2010. Với kinh phí xây dựng khoảng 452 tỷ rupiah Indonesia, sức chứa ban đầu của sân vận động Gelora Bung Tomo là 55.000 khán giả. Trong giai đoạn từ 2019 đến 2020, sân vận động này đã trải qua quá trình cải tạo nâng cấp lớn để phục vụ FIFA U20 World Cup và giờ là FIFA U17 World Cup vào cuối năm nay. 100 tỷ rupiah Indonesia đã được chi cho một loạt cải tạo để sân vận động này đạt tiêu chuẩn khắt khe của FIFA, bao gồm việc lắp đặt bảng điểm ở khán đài phía Bắc, sân lại và sửa chữa mặt tiền, đồng thời bổ sung thêm ghế ngồi cho sân vận động để biến nó thành một sân vận động có đủ chỗ ngồi phù hợp. Các ghế được sắp xếp theo kiểu khảm trên nền màu xanh lá cây tượng trưng cho màu áo của đội chủ nhà Persebaya. Sức chứa của Gelora Bung Tomo giảm xuống 45.000 khán giả như hiện nay. Mặt sân Gelora Bung Tomo sử dụng cỏ Zoysia Japonica, trong khi dàn đèn chiếu sáng có công suất 2.400 lux. Các sân tập tại cụm Đông Java. Sân vận động Gelora 10 tháng 11 tại Tambaksari, thành phố Surabaya.
Thor Field tại Wonokromo, thành phố Surabaya. Sân tập A và C Gelora Bung Tomo, Benua, thành phố Surabaya.